Vừa qua, hàng loạt trung tâm ngoại ngữ Alpha đột ngột ngưng hoạt động. Việc thay đổi người đại diện pháp luật của cơ sở này đã kéo theo nhiều hệ lụy. Doanh nghiệp biến mất, cơ quan chủ quản thì không biết đâu mà lần. Điều đáng nói là việc mất tích này cũng đã gây khó cho cơ quan thuế trong công tác quyết toán. Doanh nghiệp trên chỉ là một trong nhiều trường hợp doanh nghiệp đã mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng chi cục thuế quận 3, mỗi tháng cũng dao động khoảng 50 doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh, từ khi có luật doanh nghiệp thì số cán bộ thuế chỉ tăng khoảng 200 người. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp đã từ 10.000 tăng lên gần 150.000 doanh nghiệp. Nhiều cán bộ ngành thuế cho biết, trong quy trình giải thể doanh nghiệp thì chính công đoạn gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để xin giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế luôn bị kéo dài thời gian quá mức cần thiết để xem xét. Căn cứ hình dung là một cái chi cục thuế mà quản lý 12.000 doanh nghiệp thì cái dao động nó như vậy thì chắc chắn rất là lớn. Mà yêu cầu cơ quan thuế phải kiểm tra xong thì doanh nghiệp mới được khóa mã số thuế. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay với cái nhân lực hiện nay như vậy, dùng cho có sử dụng rất nhiều cái công nghệ thông tin đi nữa, nhưng đi kiểm tra thì vẫn phải là con người đi kiểm tra. Theo luật sư Nguyễn Trọng Hạnh, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì việc doanh nghiệp biến mất khỏi địa chỉ kinh doanh có một phần lỗi bắt đầu từ chính thủ tục và thái độ của cán bộ ngành thuế khi các doanh nghiệp đến xin làm thủ tục giải thể. Trên thực tế, cái số lượng mà nói doanh nghiệp bỏ trốn đó, mà thực sự với một cái chủ tâm bỏ trốn có chứ mới không, nhưng mà nó chiếm không có nhiều. Nhưng mà phần lớn là do cái thủ tục chúng ta nó quá dài dòng, làm cho người ta cũng không có thể chờ đợi để mà làm cho nó đầy đủ những cái thủ tục khi mà chúng ta kết thúc cái hoạt động của họ. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thuê kiểm toán để kiểm tra hồ sơ, giải quyết sớm, giúp doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tuy nhiên, đây được xem như giải pháp nhất thời. Về lâu dài, cần có một quy trình một cửa về thủ tục giải thể với hạn mức thời gian rõ ràng. Và quan trọng hơn là thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để không xảy ra tình trạng đơn vị quản lý lại ngâm hồ sơ gây khó cho doanh nghiệp như hiện nay.